cổ phiếu của một doanh nghiệp sản xuất điện lâu năm tại miền Bắc có doanh thu lên đến hàng nghìn tỷ đồng đã giảm rất sâu. Nhà đầu tư tiếp nhận nhiều thông tin xấu, từ việc hỏng tổ máy đến nguy cơ dính án phạt về môi trường. Thế Nguyễn còn tiềm ẩn cơ hội đầu tư hấp dẫn nào ở đây hay không? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu phân tích về doanh nghiệp này ngay qua video ngày hôm nay. Chào quý vị khán giả, quý nhà đầu tư đang theo dõi chương trình Chọn Mã cùng KB. Chương trình của chúng tôi được phát sóng lúc 16 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube KBSV 88TV, luôn mong muốn mang đến cho quý nhà đầu tư những mã cổ phiếu tiềm năng. Vậy không biết là ngày hôm nay chuyên gia của chúng ta sẽ mang đến cho quý nhà đầu tư một cái cơ hội với mã cổ phiếu nào? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng được gặp gỡ và trò chuyện cùng với anh Nguyễn Đình Thuận, chuyên viên phân tích của KBSV để biết thêm chi tiết. Dạ vâng, xin chào Thuận. Không biết là ngày hôm nay Thuận sẽ mang đến chương trình mã cổ phiếu nào ạ? Vâng, xin kính chào quý nhà đầu tư và chào MC. Hôm nay trong chuyên mục Chọn Mã cùng KB, tôi xin được đem đến cho quý nhà đầu tư một mã cổ phiếu trong lĩnh vực sản xuất năng lượng, đó là mã cổ phiếu PPC của công ty cổ phần nhiệt điện Thả Lại. Dạ vâng, vậy trước tiên thì không biết là anh có thể cập nhật đôi nét về tổng quan doanh nghiệp này được không ạ? Vâng, và bây giờ thì tôi xin phép được trình bày tổng quan về doanh nghiệp cũng như đôi nét về hoạt động kinh doanh chính của công ty. Thì được thành lập từ năm 1982, PPC là một trong những nhà sản xuất điện than lâu đời nhất tại Việt Nam. Doanh nghiệp thì sở hữu hai nhà máy nhiệt điện với tổng công suất là 1.040 MW, bao gồm Phả Lại 1, bắt đầu hoạt động năm 1984 đến 1986 với 4 tổ máy công suất 110 MW, và Phả Lại 2 bắt đầu hoạt động từ năm 2001 đến năm 2002 với 2 tổ máy công suất là 300 MW. Vị trí của những nhà máy này thì thuận lợi nằm trong các khu công nghiệp ở miền Bắc nên giúp cho hiệu suất hoạt động tương đối ổn định. Về cơ cấu cổ đông thì mọi người có thể thấy nhà nước, cụ thể là Tổng công ty Phát điện 2 thì sở hữu 51% công ty. Ngoài ra thì cổ đông lớn còn có công ty cổ phần cơ điện lạnh Ri sở hữu 23%, và còn lại là thuộc sở hữu của các cổ đông khác. Tiếp theo thì chúng ta cùng đi sâu hơn một chút về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Thì chi phí nguyên vật liệu thì chiếm đến hơn 80% chi phí sản xuất của Phả Lại, và nguyên liệu sản xuất chính của Phả Lại là than cám và dầu FO được dùng để phụ gia cho quá trình đốt than của nhà máy. Quy trình sản xuất thì sẽ đơn giản như sau. Bước 1, than sẽ được đưa vào lò đem để đốt và đạt đến một cái mức nhiệt độ và áp suất của lò nhất định thì chuẩn bị cho quá trình dẫn hơi. Sau đó thì nước từ sông Thái Bình sẽ được dẫn vào lò hơi chuyển thành khí và dẫn sang làm quay tuabin hơi. Từ quá trình tuabin hơi quay thì sẽ sản sinh ra dòng điện xoay chiều và được hòa mạng vào lưới điện quốc gia thông qua trạm biến áp. Và điện năng sản xuất được thì sẽ được EVN mua lại theo hợp đồng mua bán điện PPA và đảm bảo đầu ra cho PPC. Với hình thức thanh toán theo hợp đồng mua bán điện thì giá hợp đồng sẽ luôn đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động có lợi suất với tỷ suất sinh lời nội bộ khoảng không vượt quá 12%. Và PPC thì cần khoảng 3 đến 3,5 triệu tấn than để sản xuất điện với nguồn cung chủ yếu từ các mỏ than lớn nhất Việt Nam. Kể từ tháng 3 năm 2019 thì doanh nghiệp bắt đầu sử dụng than hỗn hợp than nhập khẩu và than nội địa chiếm khoảng 20-30% tổng lượng than tiêu thụ của PPC. Tuy nhiên thì Phả Lại là nhà máy nhiệt điện được xây dựng từ lâu nên hai dây chuyền sản xuất điện đều có công nghệ cũ đã hết khấu hao, vì vậy khiến cho chi phí nguyên vật liệu của PPC thì thường cao hơn 12-20% so với các nhà máy điện than khác. Ngoài ra thì với tình hình sản xuất của PPC còn chịu ảnh hưởng từ huy động của các nhà máy thủy điện do yếu tố thời tiết và lịch sửa chữa trùng tu của các tổ máy doanh nghiệp. Vừa rồi là đôi nét tổng quan về doanh nghiệp đúng không ạ? Vậy còn về tình hình kinh doanh trong quý 2 năm 2023 thì sao? Không biết là anh có thể cập nhật đôi nét được không ạ? Vâng, về kết quả kinh doanh quý 2 năm 2023 thì doanh thu của PPC đạt 1.396 tỷ Việt Nam đồng, tăng 8% so với cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế đạt 161 tỷ Việt Nam đồng, tăng 161% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tăng cao chủ yếu là do chi phí bảo trì và chi phí khác trích thì ít hơn và thấp hơn 81% so với cùng kỳ. Và thu nhập cổ tức thì đạt 100 tỷ đồng so với không có thu nhập cổ tức vào quý 2 năm 2022. Và những cái diễn biến tích cực này thì bù đắp cho mức giảm 5% về sản lượng cũng như là chi phí nguyên vật liệu trung bình cao trong kỳ. Trong nửa đầu năm 2023 thì lợi nhuận gộp của Phả Lại giảm 17% so với cùng kỳ, mặc dù là doanh thu tăng trưởng mạnh 15% và trích lập chi phí bảo trì thấp hơn. Lợi nhuận gộp nửa đầu năm 2023 giảm chủ yếu là do sản lượng giảm. Ngoài ra thì một số vấn đề về kỹ thuật và tỷ lệ hao nhiệt cao hơn thì dẫn đến chi phí nhiên liệu trung bình tăng. Những cái yếu tố này thì ảnh hưởng đến giá bán trung bình cao khoảng 2.000 đồng trên 1 kWh, tăng 23% so với cùng kỳ, và mức giảm trong trích lập chi phí bảo trì. Dạ vâng.
cảm ơn anh. Vậy không biết là anh đánh giá như thế nào về triển vọng của cái mã cổ phiếu này trong thời gian tới ạ? Vâng. Về luận điểm đầu tư thì luận điểm của tôi, đầu tiên của tôi cho rằng PPC sẽ được hưởng lợi từ tình hình thủy văn trong năm tới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì hiện tượng El Nino có thể tiếp diễn từ tháng 6 cho đến hết năm 2023 và sẽ duy trì sang năm 2024 với xác suất khoảng 80-90%. Điều này đồng nghĩa với việc sản lượng thủy điện tiếp tục bị ảnh hưởng và các nhà máy nhiệt điện sẽ được huy động nhiều hơn để bù đắp lượng thiếu hụt này. Chúng tôi cho rằng nhiệt điện sẽ được huy động cao vào những thời điểm nắng nóng như thời điểm quý 2 hàng năm và đặc biệt tại miền Bắc khi mà nguy cơ thiếu điện vẫn đang rình rập. Các dự án nguồn điện lớn tại khu vực này thì bị chậm tiến độ hoặc là không đầu tư tiếp trong khi nhu cầu tiêu thụ liên tục tăng trưởng. Theo chuyên gia đến từ Hiệp hội Năng lượng Việt Nam VEA tính toán thì nguồn điện than có thể vận hành từ nay đến 2030 khoảng 3.100 MW trong khi thì nhu cầu tiêu dùng điện tại phía Bắc là gần 11.000 MW, tức là nguồn thì chỉ đáp ứng được 1/3 nhu cầu. Và chúng tôi cho rằng miền Bắc sẽ còn phụ thuộc vào nhiệt điện vào các năm tới để có thể đảm bảo an ninh năng lượng trước khi phát triển thêm được các nguồn phát. Và việc sở hữu hai nhà máy nhiệt điện than với vị trí thuận lợi thì PPC sẽ được hưởng lợi khi các nhà máy nhiệt điện tiếp tục được huy động nhiều hơn trong các năm tới. Về luận điểm số 2 thì tổ máy số 6 có công suất chiếm tới 29% tổng công suất của PPC sẽ trở lại vận hành và hỗ trợ kết quả kinh doanh. Tổ máy số 6 thì sử dụng công nghệ hiện đại hơn, đốt than phun với hiệu suất lý tưởng của turbin có thể đạt 45,1% so với chỉ 39% của các tổ máy ở dây chuyền số 1. Và lượng than sử dụng thấp hơn thì khiến cải thiện biên lãi gộp của doanh nghiệp. Vào năm 2021 thì tổ máy số 6 đã gặp sự cố phải dừng hoạt động để sửa chữa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng và biên lợi nhuận gộp của PPC. Sau 2 năm sửa chữa thì tổ máy đã chính thức trở lại vận hành từ tháng 9 năm 2023. Và đây sẽ là yếu tố quan trọng giúp PPC cải thiện kết quả kinh doanh và đón đầu những cái nhu cầu tăng trở lại khi mà huy động cao tại miền Bắc. Và lợi điểm thứ 3 thì tôi cho rằng giá cổ phiếu đã chiết khấu khá sâu khi nhiều thông tin tiêu cực liên quan đến ý kiến kiểm toán và án phạt về môi trường của PPC. Về ý kiến của kiểm toán, trên báo cáo tài chính năm 2022 thì PPC đã ra thông báo và phương án khắc phục cụ thể. Vì vậy chúng tôi cho rằng cổ phiếu PPC sẽ được sớm cấp lại margin trong tương lai. Ngoài ra thì về vấn đề môi trường thì PPC đã nộp phạt khoảng 4 tỷ đồng, tích cực đáp ứng các quy định về môi trường và duy trì vận hành tối thiểu các tổ máy có hệ thống lọc bụi tĩnh điện, đáp ứng được nhu cầu và dừng các tổ máy mà có hệ thống lọc bụi đang gặp sự cố. Và do đặc thù ngành sản xuất điện là dịch vụ công và để đảm bảo an ninh an toàn năng lượng, chúng tôi cho rằng với những cái biện pháp khắc phục của mình thì PPC vẫn có thể tiếp tục được vận hành các tổ máy sản xuất điện mà phù hợp với tiêu chuẩn môi trường. Hiện tại thì giá cổ phiếu đã chiết khấu khá sâu về mức PB khoảng 1x lần, thấp hơn so với trung bình 5 năm của PPC. Chúng tôi cho rằng thì các thông tin xấu đã được phản ánh hầu hết vào giá và đây là một mức giá hợp lý để mua và nắm giữ cổ phiếu với tình hình tài chính ổn định và tỷ lệ chi trả tục tức cao của PPC. Nhiệt điện Phả Lại thì đã đi qua giai đoạn hết khấu hao tài sản và đã trả hết nợ vay từ năm 2017. Việc có dòng tiền kinh doanh ổn định nhiều năm từ hoạt động sản xuất chính là hoạt động sản xuất điện và đã hầu hết trả hết vay nợ dài hạn thì giúp doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động đầu tư tích lũy tài sản cũng như là duy trì mức chi trả cổ tức. Ngoài ra thì PPC còn sở hữu nhiều khoản đầu tư đáng chú ý, như mọi người có thể thấy là đầu tư vào công ty nhiệt điện Quảng Ninh với tỷ lệ sở hữu là 16% và công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng với tỷ lệ sở hữu gần 26%. Thì các khoản đầu tư này thì sẽ đem lại thu nhập tài chính khá tốt cho Phả Lại. Chúng tôi cho rằng thì với việc nhiệt điện miền Bắc tiếp tục được hưởng lợi trong năm 2024 và hai nhà máy nhiệt điện này đã dần hết khấu hao cũng như là nợ vay thì cổ tức chi trả cao sẽ tăng lên. Theo đó thì PPC sẽ thu về nhiều hơn từ các khoản đầu tư của mình. Cảm ơn anh Thuận về những cái luận điểm đầu tư rất là rõ ràng. Vậy không biết là cuối cùng thì anh dự phóng như thế nào về kết quả kinh doanh của PPC trong năm 2023 và đâu sẽ là mức giá phù hợp đối với doanh nghiệp này ạ? Vâng. Về dự phóng và phân định giá thì chúng tôi dự phóng doanh thu và lợi nhuận sau thuế của PPC sẽ lần lượt đạt 5.675 tỷ Việt Nam đồng tăng 7,5% so với cùng kỳ và 502 tỷ Việt Nam đồng tăng 1,1% so với cùng kỳ dựa trên các giả định về giá điện và sản lượng đầu ra cải thiện so với cùng kỳ nhờ tổ máy số 6 đã quay trở lại hoạt động từ tháng 9 năm 2023. Và chúng tôi cho rằng thì triển vọng năm 2024 của PPC vẫn sẽ được cải thiện đáng kể nhờ El Nino, nguy cơ thiếu điện tại miền Bắc cũng như là tổ máy số 6 đã quay trở lại thì sẵn sàng đón đầu nhu cầu và
giúp thúc đẩy kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Dựa trên phương pháp định giá từng phần SOTP thì chúng tôi khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PPC đạt mục tiêu là 17.800 Việt Nam đồng trên một cổ phiếu, upside 22% so với giá đóng cửa ngày 18 tháng 9 năm 2023. Rất cảm ơn chia sẻ vừa rồi của anh về mã cổ phiếu PPC của công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại, một cổ phiếu ngành sản xuất năng lượng đúng không ạ? Và hy vọng rằng những cái thông tin vừa rồi mà chuyên gia cung cấp sẽ giúp ích cho quý nhà đầu tư trong việc lựa chọn mã cổ phiếu tiềm năng cho danh mục của mình. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã dành thời gian theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.